Trong quy trình chăm sóc da, thì việc sử dụng kem dưỡng da là bước quan trọng giúp cho da trắng sáng và căng bóng hơn. Chị em đã biết cách sử dụng kem phây pháp chữ A hay chưa? Đối với kem dưỡng, chị em nên nắm được những bước làm cơ bản. Như vậy, kem mới phát huy tác dụng và hiệu quả tốt hơn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bước chăm sóc da với kem phây pháp chữ A cho những bạn chưa biết cách sử dụng hiệu quả cho da nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Khi sử dụng kem dưỡng, chị em nên áp dụng các bước đúng cách. Đối với dòng sản phẩm này, cách dùng kem phây pháp chữ A cũng như các loại kem dưỡng khác, chị em nên làm sạch da mặt trước khi sử dụng kem. Đầu tiên, nên loại bỏ bụi bẩn bằng nước tẩy trang. Sử dụng bông tẩy trang thấm nước tẩy trang, lau qua các điểm đến vùng mặt. Sau đó, sử dụng sữa rửa mặt chuyên dụng phù hợp với để làm sạch mặt. Bước tiếp theo, chị em dùng khăn khô sạch để lau qua mặt. Hãy sử dụng nước hoa hồng để cân bằng độ ẩm trên da. Sau khi da mặt thẩm thấu hết các tinh chất hoa hồng, chị em sử dụng một lượng kem phây pháp chữ A chấm lên 5 điểm trên khuôn mặt. Dùng các đầu ngón tay massage cho kem thẩm thấu vào da. Sau đó vỗ đều lên mặt để kem được thấm hơn. Để mẫu sản phẩm đạt hiệu suất cao nhất, bạn nên thực thi tẩy da chết với AHA và BHA. Bước tẩy da chết này nên được triển khai sau bước toner, rồi mới dùng kem phây pháp để dưỡng ẩm. Ngoài ra, nếu bạn có sử dụng thêm những mẫu sản phẩm khác như serum thì hãy nhớ là thoa serum trước, kem phây pháp thoa sau cùng nhé. Với những bước cơ bản này, chị em đã hoàn thành việc thoa kem vào buổi tối. Kem phây pháp chữ A chị em có thể sử dụng một liều lượng phù hợp, không nên dùng quá nhiều tránh lãng phí kem. Cũng không nên dùng quá ít làm kem không đạt tác dụng. Nếu bạn chưa hiểu cách sử dụng phây pháp chữ A đúng chuẩn, để cho da được đẹp nhanh và an toàn thì hãy nhắn tin, để nhân viên của shop tư vấn cho bạn hiểu hơn nhé. Để dùng cho đúng cách và da mới đẹp nhanh được. Kem phây pháp chữ A hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem phây pháp chữ A hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.